Thư ký Bạch ngày nào cũng muốn từ chức. Tập 6. Đâm vào người cây có mắt không vậy? Tôi xin lỗi, xe mua hàng là để chở đồ, chở người. Anh nói gì thế hả? Đâm vào người khác còn có liên lỗi không? Là do tôi không tốt, xin lỗi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Sao cô lại xin lỗi họ? Vốn là do tôi đâm vào người khác mà. Mau lên, mau lên, chỉ còn một quả thôi. Mau lên, mau lên. Về rồi à? Thư ký Bạch đúng không? Bác nghe thế An nhắc đến cháu mãi. Nào, nào, bộ quần áo này để mẹ là cho con. Kim Thế An, đồ bám váy mẹ. Lớn thế rồi còn để mẹ giặt quần áo. Hai đứa nghỉ ngơi một chút đi. Nát nữa bác nấu cơm. Cần đâu, không phiền bác đâu ạ. Phiền gì chứ, việc bác nên làm mà. Thư ký Bạch, đi thăm thú thoải mái nhé, đừng khách sáo. Đây là gì thế? Đột nhiên bác nhớ ra một chuyện. Bác đi trước đây. Cái này để lau bàn. Tôi đi giặt qua một chút. Đúng là người trẻ tuổi, biết tấu nhanh thật. Sếp, cơm nấu xong rồi. Sếp, sếp ơi. Sếp. Thư ký Bạch, sau này nhớ gõ cửa. Sếp, sếp, sếp ơi, ở đây không có cửa. Ăn, ăn đi. Không ngờ cũng ra gì đấy chứ. Cô sao thế? Không, không, không sao, không sao. Tôi tới công ty một chuyến. Thư ký Bạch, trên miệng cô. Bên trái. Lên trên một chút nữa. Sếp, anh sao thế? Tôi chưa đọc xong tài liệu buổi đấu thầu ngày mai. Ăn xong thì dọn dẹp nhà cửa một chút. Cô tự đi đi. Rốt cuộc mình nghĩ gì thế? Không biết thư ký Bạch về chưa? Thư ký Bạch ngày nào cũng muốn từ chức.